hai dương thằng lược dục nơi cái thiên được bắt khăn lớn ấy đằng bay đặt chi sầm núa đằng lục tiền pí rồi còn bọ trái ông pí việc cái sắc rồi bọ cái nắp bạc cái trắng dạng mạch khá đằng bay tục tôi nâng việc cái sắc rồi bọ lục hồn san chi lục tiền lục nhưng khơi hai tha mưa thì nhẹ cao trong cõi này lục hồn san ban bằng kinh chi cầm lên và clip mũi đầm bay cầm riêng cầm hai cái đó là nét cái chăng chẳng lai na tại cái chăng là vô bài rồi bỏ qua và đầm bay ở ở cuộc quật nó sẽ tha khó khai rồi có khai cai năng âm nhạc rồi bỏ qua thay tâm tâm năng nô lục hồn san cập ban bằng cái cầm mũi tiếp tha cầm nét đại lục ở âm cái tết tại lục hồn san nó đầm bay ở cuộc nó thử tập cầm một tiếp và kiên cố rồi có ốp tiền việc mai cái hào thả lộ tiện lộ bây giờ cho chôi cho mùi một quạt phần ta đẩy lại và nó không sang các bạn tổ tiện thá trên mùi vài mối trên phi vài phi nếu khi chỉ dứt là sao nó đai là đai và lục hồn sang để tài tài ta bàn chốt chạy thì tôi hiện thời hai tha mà lúc đôi lục hồn sang tôi chỉ chung và đặt cả các tài tài ta dứt là xa hăng xa mà dứt xa hơn ta nó tùy vị trí vậy bằng trăm thiện và hốt và đó cặp cùng lập được kiểu vật thamai dư không liên đại và dùng mình tha dư vị trí ở tầng ổn ích và miền tiền cả lập đời bằng bật mặt hoặc bằng bật hoặc táng và mới tiết khi cả lập bật dứt xa tên tên đôi khi cướp mạng ra cho tầm lục hình xu để lập bàn như dây cơ lông tới khi thôi ở những cái cuộc nạn chẳng hạn đó nông rụp phiệt và xem lại vì mình biết còn nhiều bài nếu cứ chỉ biết là xả mối hay nông biết là xả xem tiếp đây là hôn phan tài pra làm bay cầm chặt nè và trắng nè nè ricon rồi bỏ lục hôn phan gồm tiền xa qua đồng miền chiết nông xa qua đồng miền âm ra chiết tha tha âm bơi đây là lục hôn phan tài tài pra đá nè miền miền là cái sự tập hiệp nông cầm đất na nó mà hai nâng giang được đấy nó lục việc mình công ty nâng thuộc cả bọn ra chun chắc trong sông anh nhà tập đoàn lục tu Sitha Than môn chó ta giúp ta xa cả lục kiện lục hợp bọn lục tuần sai nó như là vậy khác mà sông trên sông qua công pratira sẽ có ăn một chi phần rất mai cái xe mình phục lục đang chuẩn bị chưa đến tập phim nào tiếp lục kiện là lục nhưng mà từ lúc đi đi vô từ lúc mà tiện từ lúc ô nâng hai này cái trong pra tha tinh nhẹ và trang hay ao nhẹ và trang nâng từ tinh nhẹ và trang một hai một tay tiệt ba nâng ba dương kiếm chết tại đôi dương đăng ai nhẹ tóc óc này hơi phải chịu bớt mãi còn đăng đây đăng là đất non nhiều bài là tình là tẹt cái chẳng là tẹt lột tẹt xây nó chẳng mấy gì chẳng ngon và ta dừng cái là xưa chấm nuôi ta pe na ban pro rót tham ai chấp đào mà tiêm tia ngơ mà tiêm tia miền ca đắk nông trầm trâu dừng đại lưu sô là đắk nông là biết tự tinh tự tẹt là lột à vậy nhưng trong đây trong dưới dừng mà dân thua cái ca dân đa tu này tiêu rồi không sợp chỉ nhận đắc nôm này ôi sắp từ chiều của nó dân đa ta khoa thế nhá mai sẽ từ tinh từ tẹ na lộn từ tẹ lộn ngay bằng ta nhưng mà nhẹ chẳng phí có đăng bóng ôn để sắp nhưng có đăng hay dương bia mà chả non mà chả năm tâu mà chả năm tâu ta rương đặt đai lắm này việc mình rửa lương ấy chùm lấy thế vừa có tha dương mà chỉ khám ái vì mà lại cho mơ kê phương bạc chiến xa dân tế của thân đất nôm đó về khóc tiếp tao tự tin kê oi tự kê nè sống tố ấy nà hay vì oi đây thà oi nhẹ nè cho chô nâng tư bằng vai bằng bạc và thay một tiếng đó nè nhưng mà trong miền mất phẹt nè thamay ní đài nhầm được trong khơi nè thêm tay nè chờ cất tha nó sọc máy bờ nẹ bạch trăng phụ quát trong bạch trăng phật bạch quát vừa trâu tài rộp rùm kỳ hai mà mình chẳng thế cả đất nôm nên nơi tài bằng to thử tục chẳng ai thì thà vì phạm mùi tự phạm mùi hay được cầm lăng hay chung lưu sâu thà kê xong
ที่เรียนปีที่ทับตายนั่งมันพร้อมมาลงรงชนเถอะให้เต้าชูกลายนาน้องมันสูงรอเรื่องอันนี้นาก็มันเห็นชูเอาก็เต้าเบียย่อมย่อมเลยย่อมจมเรียมเนี่ยตั้งปีอะไรต่างย่อมมือเคยจุบานะหาสักชนะมุ่งอย่างมือเคยมองบ้าอย่างมือเคยท่าเบิกกันนะปะนาได้ใจมอปียวนประกอบประกาศคือท่าขมายมันบ้าเงือบเงือบหมกรุ่ยเต้ดึกจมเคยจังมันยังมือบ้ายังมือเคยย้อยยังท่าตั้งปีเบียเธอรับประหามอตั้งปีเป้นังมอคือจอบมองยืมเฉียดขมายคือจอบมาจ้าตึกมาจ้าได้คือจอบเราต้องดึกจอดดึกโซตาดึกจมยีจังลงลงชนกับจองเธอเตรียมเตียวอ่อนเลยไอ้กำลังเชียดเนาะในฐานะนักน้อมใจมีจะปนเต้าเนาะให้ไอ้มันส้มปะเชียทับง่าส้มเธอเนาะปะเชียทับปะไตมันพร้อมให้ต่อไอ้เธอเนาะอะไรนักไอ้ที่ชนะกาครูนายโต้ตะมุยให้ได้มันพร้อมเติร์ดเราที่เรียนปะเชียทับไตคลายปูรอดกับหมอชราเนาะคนท่ายืมมันไอ้มันลอยปูอาจูอายุในวิอากันเชียอายุในวิเธอมันเธอบกเธอตุกบกมันนี่ขมาเต้เยี่ยแหลบบางไงนะเป็นชื่อจับบ้าเป็นชื่อจับนะยังเบื่อตอนชนะอักกระอักโยโย่ตะแมนแต่นั่นมันเอาเกย์เธอหายเกย์เตาจูกลายนานั่นกลายนาก็มันเฮียมจูเอามันใส่ต้องอ้อจะให้มันเชียงท่าเบื่อสาวได้เบื่อกูแต่จับปีสังครูชีดอ่ะก็ได้ยังมีการเป็นน้องมีนบ่เป็นเนี่ยความตรอหลังเช็คหลังสันเช็คสันทอปนะบ้ายังกูแต่จับปีเป็นลงมาให้ยังดังให้ตาตะเปนี่เต้ากรมก็มอสังคมมาซะผู้อ่านนี่เวลาชอบเต้ผู้อ่านนี่อ่านชอบเต้ให้ยังชอบไงเนี่ยตั้งปียังยังชี้จับหน้าพี่ยงยังมาไงยงตามดานในโยบายสหรัฐอเมริกก็ตามดานเต้าสกมาแล้วก็ตามเต้ามันได้ยังเกิดมือเราต้องเวียดูเกมทานจังทำไมนี่ยังสังคมอ้อยท่าปุ่มซานโยบายนั่งเก่าปฏิบัติคลังเตอร์เวียกรายเราอาจอยู่น้องเวียเคยสมปองเวียจันรือก่ออเมริกก็สมปองเวียยังก่อจำแต่มือเตอร์เมื่อเวียเตอร์จันก่ออเมริกก็สมปองเวียได้เพราะทำไมนี่วองเสวยก็ด้วยบางตามได้เคยหย่ารัสเซียในเวียมุดดึกเวียมาด่านักปีบ้าบ้าโจมอดานักชิดนักสารอเมริกนักไปประมาณมันร้อยกิโลมันประมาณร้อยไมล์แล้วก็ปีกุยบ้านั่งเก่าสมัยมาเกยโยนิเวียมารุสีเวียโยนิเวียมาแล้วว่ามารุสีแกงเชื้อสูงเนี่ยกันแต่คลังเต้าอัดฉันนั่งก็เวลุกได้ได้เยอะก็สกรรมเชื่อนั่งเวียเอาเวียสบายเจ็ดสันคลาเต้าพวกเท่าเทียมด้วยอาดยูนกระโตบัวอาดกระเจี๊ยยูนนั่งมาเธอบับไม่เอาเวียสบายสันเต้ากงเมียนดาวเปย์เวียเต้นะสองงานนึกเชื่อมือเคยจะไปสหรัฐอเมริกก็ประชุมในเวียตะเกตาสังเกตการนะผู้หาเกตาเวียบิบัติพบโลกเวียโดยเนี่ยต่างปีดังนั้นเวียอาจจะจบซะแล้วจะจบเต้แต่ในช่วงตายแต่เลือกลายเงี้ยยังเวียบิบัติเรื่องมวยต่อยลายเต้าอายุนั้นเวียรอแต่ประชุมไปโจสกมาอ้อยเวียโจบานเด็กยังสาวสลายอยู่แต่แมนเต้นะอ้อยเวียโจบานบ้าอ้อยเวียโจบานเราก็อ้อยแต่ไปโจบานให้ยังจะขมาจะภายในทำแต่ตึ๊กในเตยเธอไอ้ก่อเวียมนอยยังเงือบได้เรื่องยังทาจังนะกับปฏิเรียมเชียร์ทำปตายนั่งลงรุ่นชงไอ้ไอ้กอดเธอไม่กอดใจแต่เธอไม่กล้าเราแล้วนั่งนะไอ้เตยกลายหน้าก่อเฮียนอยเป็นกามฮึกจะนอนปีปอนดับใบเปย์สงครูจิตจังลึกด้วยตะเคียนนะจุดการเปย์ละดักเตยวัดนาเนาะก็บัดเวียมเฮียนอยโจอาผัวในเบียกบกรองขมาดึงยูนโดยกรรมจีกรามจะง่ายยิมบ่ายิมโซมอยมบอมันในสันบ่าบาทสมออกคนบาทจมพวนลงตุงสิทามแต่บานบอกสลายจมบึงยุทธศาสตร์อโลกเตอโลกที่เคร่งหายท่าโลกคนสานบานจัดตกเนี่ยมาจอกโจยจมวยมังปุกก็คือละสัตว์โลกสำหรับที่ปลาเยอะตะเตะมาให้เป็นพลังเทียบและออกไปย้อนก็ให้จิตจับอารมณ์นางอังต่อท่าบานได้หรือก็จึงเคยหายท่ากระลอกมอดคนแฟนมันได้ตกเนี่ยได้ออกไปยอดนกบายทุนเด้แต่ออกไปยอดที่กำจัดหายอยู่ตัวอย่างเป็นทีมันไตรชนะปะคนไปมวยจำนวนออกไปยอดที่ขับยาวหายบ่านี่คือจีวิทยาศาสตร์โลกเตะโลกบ่าโลกปราลิงการหายจะให้จิตจับอารมณ์อังต่อท่าบานได้บ่าจังงี้เต่าลูกปูสะเรือนไว้บ่าตาชนะปะประชังบาก็เมียนยุทธศาสตร์ไว้คลาดดับไปตุกตุลจมูกหนึ่งยุทธศาสตร์อโลกเตะอโลก
របស់ លោក ហ៊ុន សែន ដែល តែង ដែល បាន ចេញ សារ ថ្មី ថ្មី មក នេះ ដើម្បី កុំ ឲ្យ អា លោក ពាក អា លោក នោះ បាន បាន ដូច ថា បាន សម្រេច ឬ ក៏ ឲ្យ មាន អ្នក ចោះ ចូល ជាមួយ ពួក គណៈ បក កាន់ អំណាច ជា បន្ត ទៀត បាទ សូម អញ្ជើញ បាទ សូម អរគុណ បាទ ជម្រាប តាម សូម ជម្រាប សួរ ដល់ បង ប្អូន ជន រំជាត យើង ដែល តែង ទៅ តាម ដាន គេហ សម្ពើ ជា NPA ហើយនឹងសូមស្វាគមន៍ព្រះសេរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីស្ការៈចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនដែលកើតបានលើកឡើងមកកថានឹងយករលកទិរលោកមានន័យទៅយកគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីទៅទាក់ទងគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចោះចូលជាមួយគាត់យកអ្នកចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនពីគណៈបកប្រឆាំងទៅទាក់ហ្នឹងហើយ យកគណៈបកប្រឆាំងដែលទៅចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជននឹងធ្វើជាភ្នាក់ដើម្បីឲ្យមុនទៀតឲ្យមកអន្តងគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនទាន់ចោះចូលនឹងឲ្យទៅចោះចូលជាមួយគាត់បាទអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលហៅថារលកទៀតរលកក៏យើងមិនទៅទៀតរលកក៏ហេតុជារលកអត់ចូលទៀតនឹងទេបាទយុទ្ធសាស្ត្រនេះឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកន្លងមកយើងឃើញថា ក្តីតេតេបានរហូតដូច្នេះតើគណៈបកប្រឆាំងយើងដែលបានស្គលនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនហើយបានស្គលដើម្បីគេកលរបស់ហ៊ុនសែនហើយថាតើយើងមានវិធីយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់វិធីដែលទប់ស្កាត់គឺបងប្អូនគណៈបកប្រឆាំងដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺត្រូវស្គលឲ្យបានច្បាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេហើយយើងត្រូវថា តែយើងមានចំហយ៉ាងណាចំពោះការអូសទាញរបស់គេដូច្នេះយើងត្រូវមានចំហឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើយើងត្រូវការអ្វីយើងចង់បានអ្វីហើយបើសិនជាយើងចោះចូលទៅតាមគេអន្តងទៅឲ្យចូលទៅបំរើគេតើយើងបាត់បង់អ្វីខ្លះបាទដូច្នេះយើងស្គាល់កលិតណេះឲ្យច្បាស់គឺយើងតាំងចំហរបស់យើងឲ្យដឹងកុំរំជើបរំជួលទៅតាមទួលនីតិទៅតាមលុយកាក់ដែលគេបានយកមកទិញយើង តែយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនក្នុងបញ្ហាអូសទាញរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅចោះចូលនេះគឺគេមានគ្រប់វិធីសាស្ត្រទិញដូរការអោយទួលនីតិបើមិនព្រមគេសម្លន់ហើយគម្រាមនិងអូសទាញគ្រប់វិធីដែលគេអាចធ្វើទៅបានហើយបើសិនគេអូសទាញទៅហើយដែលយើងចូលទៅគេទួលនីតិ ដំបងដែលគេប្រគល់ឲ្យតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងគឺត្រូវឲ្យងាកមកអូសទាញមិត្តភក្តិដែលជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនេះឲ្យទៅចូលគេបើអ្នកណាអូសទាញបានច្រើនអានឹងជួនកាលគេបានលុយកាន់តែច្រើនឬក៏បានទួលនីតិកាន់តែល្អដែលគេប្រគល់ឲ្យនឹងបាទដូច្នេះ បើសិនជាបងប្អូនយើងដែលជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងយើងដឹងច្បាស់ហើយគេថាយើងត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យ យើងត្រូវការសេរីយើងត្រូវការការគ្រប់ទិសមនុស្សនិងដឹកដំប្រទេសជានីតិរដ្ឋហើយបើសិនជាយើងចោះចូលនឹងគេមានន័យថាយើងនឹងក្បត់នគរលដែងជំហររបស់ខ្លួនហើយយើងដឹងហើយតែកាលណាយើងចូលទៅហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងអត់បានទេយើងត្រូវធ្វើតាមគេទាំងអស់ដូចយើងបានឃើញហើយពួកអស់លោក បណ្ឌិតមួយចំនួនដែលបានចោះចូលទៅជាមួយគណៈបកប្រជាជនក៏យើងឃើញថាបានទួលនីតិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដោយជាបាត់សមលពិចារណានយោបាយមិនដឹងថាទៅនៅគៀនកោះកន្លែងណាណាពីព្រោះថាហេតុអីបានវាត្រូវបាត់សមលពីព្រោះគេយកទៅគេឲ្យទៅទួលនីតិប៉ុន្តែយើងអត់មានសិទ្ធធ្វើអ្វីក្រៅពីគោលនយោបាយរបស់គេទេ ថាឆ្វេងគឺឆ្វេងគឺថាស្ដាំគឺស្ដាំដូច្នេះយើងបាត់បង់មែនទែនបើសិនជាយើងនៅប្រកាន់ស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងគួរតែមានចំហយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងថាការតស៊ូគឺបើសិនជាយើងមិនបោះបង់គឺថ្ងៃណាមួយយើងគង់តែបានសម្រេចទេហេតុអីបានខ្ញុំថាចេះពីព្រោះប្រជាជន កម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺដូចជាប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេកើតមកទីត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាព គេត្រូវការជាម្ចាស់នៃប្រទេសមិនមែនកើតបុយជាក្រិននិជាទេសកររបស់អ្នកនយោបាយនោះទេដូច្នេះ
ក្នុងនាមជាមនុស្សដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សង្គមជាតិគឺតែមានកើតឡើងជានិច្ចកើតឡើងជានិច្ចដូច្នេះរបបផ្ដាច់ការរបបជិះចិនគៀបសង្កត់នឹងឲ្យធ្វើអ្វីទៅតាមតែគោលការរបស់អ្នកនយោបាយគឺថាវាជប់មានអីតម្លៃឲ្យក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ ដូច្នេះការតស៊ូរបស់យើងគឺវាចំទិសដៅត្រង់កលែងថាប្រជាជនភាគច្រើនកើតមកហើយគេត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពដូច្នេះថ្ងៃណាមួយគឺយើងនឹងមានជ័យជំនះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះថាគេកំពុងតែមានកម្លាំងខ្លាំងមានអំណាចមានអីកងប្រដាប់អាវុធមានលុយមានកាក់ដើម្បីទិញដូរយើងនៅពេលនេះយើងធ្វើអ្វីមិនត្រូវបានប៉ុន្តែយើងកំពុងតែអស់សង្ឃឹមយើងមិនមានគោលចំហយើងឲ្យច្បាស់លាស់ ទើបគេមិនអាចចូលរលោកគេនោះមកទៀកយើងបានតទៅទៀតទេដោយចាប្អូនស្របស្រួលបានថាសម័យនេះពួកអ្នកដែលចូលទៅគណៈបកណែអាលោកហ៊ុនសែនគាត់បានអោយតម្លៃពួកនឹងតែត្រឹមតែរលោកទេដើម្បីយកមកទៀករលោកចូលប៉ុណ្ណោះដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានអោយតម្លៃពួកអញ្ញាឆបោកពួកអីអ ออกญาคางอาจารณะตรึบหรือก็ครูโจกเจ้อ้อยตรึบแต่จะมีมันนี่ตุกอ้อยโป่งสําหรับโยมบ่งอ้อยประชาชนเนาะเพิ่นน่ะแต่มีมันเนาะมันอาจโป่งบ้านประแหลสิอีอายโยมีมันสงอหรือก็สิตรึบมีมันนี่จั่งปีอะไรกรมรบกีอ้ายบ่าโดยฉะนั้นสรุปมาคําถามในบ่าวๆแต่ละยิงสลั่นประเทศ អធិបតេយ្យគឺថាយើងត្រូវមានគោលជំហរឲ្យច្បាស់លាស់ហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ហើយគឺថាគេយករលោកប្រជារលោកដូច្នេះបើសិនជាយើងឃើញរលោកនោះគឺយើងនៅឲ្យឆ្ងាយយើងកុំមកដែរដោយទៅតាមរលោកនោះពីព្រោះយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងមិននៅមនុស្សឯងទេយើងមិនមនុស្សឯងទេវាមានមនុស្សភាគច្រើនដែលគេស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពិភពលោកទាំងមូលដោយខាងលោកសេរីនេះគឺថាគេការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ ហើយយើងគិតមើលចាប់ពីឆ្នាំ1990ហ្មងគឺថាពួករបបប្រជាការគឺតែងតែមានដួលជាបន្តបន្តដោយយើងចំណិនតារីកែនឃើញយើងឃើញថាណែសូវៀតយូនៀននោះក៏បានរលាយបានរលំទៅហើយរីឯប្រទេសដែលនៅក្នុងអតីតសហព័ន្ធ សូវៀតដែលមានប្រាំដល់ប្រទេសក៏បានបែកខ្ញែកទាំងអស់បានបែកខ្ញែករត់ចូលទៅណាតូប្រុសព្រះថាបានគេរត់ចូលទៅណាតូពីព្រោះគេការពារខ្លួនគេគេខ្លាចពួកអដីសូវៀតហ្នឹងមកអដីខាងរុស្ស៊ីដឺមកអូសទាញគេត្រឡប់ទៅវិញដោយប្រើបញ្ជាបាយផ្សេងៗដូចជាបញ្ហាប្រដាប់អាវុធអីជាដើមដូច្នេះគេងាកមកចូលណេតូដើម្បីឲ្យមានក្នុងការពារ បាទបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេរុស្ស៊ីសពថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាមានបំណងចង់អដែងរឹងសហភាពសូវៀតនេះឡើងវិញសហភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យអដែងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះវាមានកម្លាំងនៅក្នុងអដែងការប្រណាំងប្រជែងផ្នែកខាងមនុស្សពលវិជ្ជានៅក្នុងពិភពលោកទៅបន្តទៅទៀតបាទខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាទ បាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះលោកគូសរៀនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកបានបកស្រាយបាទជំនាញប្រធានបទដែលតកតងទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនបានជំរាបទៅលើប្រជាជនឲ្យចេញកម្មវិធីនយោបាយណាមួយក៏អាចជារូបភាពមួយទៀតអាចថាពាក្យខ្មែរគេហៅថាអពមន់ជំរាបស្វា ឬក៏បំផិតបំភ័យអ្នកដែលចេញតវ៉ាប្រឆាំងក៏ដូចជាទីក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទរូបភាពនេះដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្រួយបារម្ភស្របពេលដែលស្ថានភាពប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែដណ្ដាបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងនោះបាទលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសណាស់ពីមុំម៉ៅព្រោះអីវាជាជារាថាជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់មុននឹងគាត់ទៅកាត់សម្រួលយ៉ាងស្អាតសម្រាប់កូនចៅរបស់គាត់អញ្ចឹង គាត់មិនឲ្យមិនចង់ឲ្យមានគេហៅថាពលយោបាយគណៈប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងមួយណាដែលឲ្យរីកធំឡើងដូចគណៈបកក្នុងប្រជាជាតិទៅពីព្រោះរូបមន្តដែលពលយោបាយគណៈបក
ประชังนองรูมทมกันจากการนะโฮมฟานกันแต่คลาดบัดบองกำนัดมาคลังกันแล้วกันแต่คลังแรงจังยินเคินท่ารูปผิวบอลลูกคนแซดได้ผมเรียกกันนะปะประชังนุ่งคือเจรูปผิวได้ลูกคนแซดคลาดเนี่ยอีกรูปคลาดเนี่ยการนะเมียนกาประปวนวัดขนาดตรำเท่านุ่งคนแซดคือกัดคลาดเหมือนเต็มตัวอย่างที่อุติฮอการบัชนอตของคมสังกัดชนามปีปอนดับกำเปิลนี้คือจิรุทิพย์มุ้ยจิปอรมีนมุ้ยแบกโดยเอาจุ่มเลงขณะปะการอำนาจนังระบบปักเก่าไปกรมประชาคมสังกัดอย่างจานมองจากวัดต่างอาจจะโหดตอนปัดบันไม้กินเยอะรับมันไตรหรือจะมีตะลุ่มมีกิจกรรมไปกี่เยอะในชนามปีปอนดับกำเปิลประสันบามีนกาหรือจำบัชนอตดาวมีนวัดตะมีนขณะปะประชังจิตแค่ขณะปะโปรเจกต์จะรวมการมาขนาดแบบจังบางจุดกระเราบัดบางนี่เกิดเราบัดไปเลยแล้วบัดออกบางติดไปเต็มเต็มลำใบแล้วรวมพอขนาดปะกระชังจัดในปะประชังแบบกุ๊กหายรวมในขนาดปะประชังใจบางจังรูปคลิปแบบบางคนฟังแบบกระต่ายแต่ปลานี่ก็อัดคลาดอยู่มาตีติดตัวมาเลยเรียนนักมันก็ได้ให้มาที่ในเลยหมดบางคนฟังแต่โยมกับพระมาจองเจ้าจองจับจองจองจองสำลับสำเรียมสำไทยเนี่ยนะคือกับเคยบางเป็นออกจากอัดขวานโหดหลอกกับสำเรียมเตี้ยมหาสัตว์เตี้ยก่อนจะบังระบาดหลบคนแฟนขึ้นเนี่ยนะโยกหมอกดังระบาดหลบคนแฟนนั่งเป็นใบหลบคนแฟนเราจะตัวตกจะตามจะบังเองจังจะบังขึ้นทำลายเตี้ยดูจะบังเป็นอ้อนนกกรามเป็นตัวระบาดหลบคนแฟนที่เนี่ยบอกว่าเป็นจีตุ๊กสัตว์แบบยางเป็นอ้อไงนะหลบคนแฟนจังอ่านมาฉบับเอาไว้ป่าสะพีถึงออกนี่เนี่ยนาทำมันเลิกได้เจ็บมันเลิกได้กับกัดกินเงินเพียงจมูกคนแฟนดิฉันให้บานที่ฉบับถึงออกลูกคนแฟนบานเรียบจำตกรู้จิตรักสำหรับครูก่อนตั้งแต่ขึ้นเมื่อบุกจมูกเงินประพาร์ไปยอจูนกับเจ็บรักไปโดยเจ็บประเจี๊ยบตายจังบางทีลูกคนแฟนตายกับตราที่เพราะกระสุนแรงยางก็ลำไปเรื่อยตามพาร์ไปยอจูนกันมาจะบอกก่อนจังยังเงี้ยตัวหลบอูสถานถึงจะตรงตรงบอบหลบคนแสนยังเคยทากรอมการดักนอมบอบหลบคนแสนมาคุณเดชรัวสดับจังจะหาทาบำพลายขมายถ่ายยวนจังยังเคยทากาดักนอมบอบหลบคนแสนบำพลายขมายกรุบกรุบเพียบกันอ่ะมันทามันลุกมันทาทนเพี้ยนมันทาใช้บอลบอลอะไรมันทาเคยเอาเก็บยุคมาที่อับยุคนักน้องชาอันระเกียดเองที่สัตว์ตาลคนแฟนบานบำพลานอย่างต่อปัญตายจมพัวยวนไปบางต้นใบแต่เยื่อเปี่ยยวนเหมือนบานท้องที่จับทำไมดักกุกบานนี่ยมเยื่อถ่ายสำหรับตู้เองบาดจำเยื่อตาลมโฮจึงเปี่ยยวนหรือก็ปลายปากกาหรือก็ทวีเจียยองยวนหรือก็เจี๊ยกเป็นเงือกบวยวนหรือก็บังกับมนุษย์บวยวนเองจำยังรูปคลิปได้ผมพลางขมายไทยยูนี่หลุดคนสารปีไปแต่เธอบางจบใจเจ็บมันต่อมันต่อประหดต่อสับไงนี่มันตรำแต่บอบหลุดคนสารได้ประหดเราบอบโกนกอดมาเตียบแต่โกนกอดลางมาก่อนมันเกี่ยวธรรมดาแต่คือมันเชื่อมตะเกียบแต่อัดเน้นทางเทปราดหลุดคนสารได้หลุดคนสารคือมันโบมบไปจะเล่าแต่เลเวติกามาแบบตักไงกลองนั่งคือกอดโลลาตายเองมันตายตาละเป็นตกเอาอย่าเรื่องราวแต่ในเยดาพอลประยัดเอาประเทศเกียรติที่กัดอัดอัดบานพอลประยัดเอาประเทศเกียรติแต่ในเยดำใบแต่ประเทศประยุทธ์ที่บอกว่าถึงรับพอลประยัดมากกว่าจังสมบัญเจสมบัญเจท่าบำพลานขมายนุ่งทายพอลประยัดดอกยืนนุ่งคือขมายขาดบางไว้ครับทายขมายเราแต่บรรทอรวงครัวระบิดนี่ดอกเปรนาดอกสมเจนสมเลงปากขาดมองชมว่าขาดมองยังเมื่อเคยกัมพูชีชีตซากมาแต่มูลไอ้บัตรชมพีปิภพโลกในเตอร์บอร์บันดาลอยกระดาษปากเชียร์จนนั่นนะบาวีทั้งคนทั้งคนนะคือเรียมชอมกีธาจังต่อปุยต่อโคนต่อเจ้าตามมือเอียบอดเกตามมือเจตนาเกกีธาขมาเยิ้งจับไอ้บอดก็ปุ๊บมองมองโอนขมาก็เงือบจับไปจังตลอดเรื่องระลอกแต่ระลอกตึกชมนึกเคยระลอก
ហើយលោកដែលថាថ្មីថ្មីនេះគេពិភាក្សានៅអាហ្វ្រេសញូតលោកហ្នឹងខ្ញុំហៅឈ្មោះចំចោះពួកខ្ញុំធ្លាប់ជជែកជាមួយទឹកទៀតអាលោកបានថ្លៃទៅពូខ្ញុំជាប់ជជែកជាមួយណាជាប់ជជែកជាមួយលោកលោកម៉ាក់ហឺតណាហើយក៏ធ្លាប់ជជែកជាមួយខ្ញុំយើងធ្លាប់ទៅធ្វើបាតកម្មជុំគ្នានៅទីតាពីមាននោះចាប់ស្គាល់គ្នាពីពេលហ្នឹងមក ខ្ញុំមកហឺតនោះហៅលោកមកហឺតចាស់គាត់មកហើយហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងជេមសុកបីអ្នកហ្នឹងក៏ចូលថតជាមួយខ្ញុំទៅបាទដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់ជេមសុកគេនិយាយម្ដងឥឡូវខ្ញុំនិយាយឲ្យចំបងសំដីគេណាយើងកុំអោយថានិយាយចំកុំអោយខ្លាចព្រោះយើងមិនប៉ិនត្រឿងគេទេគេខ្ញុំឃើញគេវិភាគគេថារាំងស៊ីក៏គេមិនស្អប់អាហ៊ុនសែនក៏គេមិនស្អប់ តាំងពីនឹងមកខ្ញុំអានហ្វ្រេនអីគេលេងតាក់តងរហូតយើងសោកណាកាលណាយើងជាខ្មែរដល់ពេលថាយើងមិនស្អប់ជន់ដូចកាត់តកោះត្រលឲ្យយួនមិនបន្តិចបំពេញសិទ្ធិញ៉ាំបំពេញបន្ថែមហើយតាមសម្រាប់ខ្មែរយើងប្រើពាក្យថារាំងស៊ីក៏មិនស្អប់ហ៊ុនសែនមិនស្អប់គឺថាខ្ញុំផ្ដាច់ចោលតាំងពីពេលហ្នឹងមកហ្នឹងជាមិនស្អប់ហ្នឹងក៏ប៉ះលឺសិទ្ធិញ៉ាំខ្ញុំដល់ហើយ ក្រោយមកក៏តាមសុំអែតសុំហ្វ្រេនអីដល់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំឲ្យដឹងថាមនុស្សលោកគួរឲ្យបរទេសសម្លាប់ជាតិដូចពួកទៅទៅ CVP ទៅចាប់ហើយខ្ញុំហើយមកហឺនហ្នឹងក៏អត់តន់តារទេហឺនហ្នឹងក៏និយាយជាមួយខ្ញុំម្ដងមកកាលមកខែនិយាយម្ដងពីរដងយើងជជែកគ្នាស្អីទៅហើយឥឡូវហ្នឹងលោកមកហឺនហ្នឹងថ្មីថ្មីនេះគេសម្ភារនៅអាហ្វ្រេសញូអាហ្នឹងគេហៅអាជាកុងញូ អាហ្វ្រេសញូខ្ញុំហៅថាពួកអាវាកុងញូគេថាគេសោកស្ដាយចាញ់បោកសងរាំងស៊ីវាសំឡំថាសងចាញ់បោករាំងស៊ីនឹងវាអស់កោះត្រល់យើងជោពឹកភ្លុកទឹកភ្លុកដីវាថាវាហួសហេតុមនុស្សយើងដល់ថ្នាក់បបិនហើយបើហួសចាស់ដែរយើងចំណាស់នេះហើយគឺគាត់បើគាត់ស្ដាប់ទៅដីខ្ញុំគាត់ដល់ធ្លាប់ជជែកគ្នាខ្ញុំថាឲ្យយើងខ្ញុំជួយចិត្តជជែកគ្នាត្រង់ត្រង់បើថាត្រូវត្រូវខុសថាគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយឬខ្ញុំចង់សួរគាត់បើគាត់បានស្ដាប់ហើយលោកឯងចាញ់មកក៏រាំងស៊ីនឹងមិនអីអស់អស់កោះត្រល់អីហើយតែទៅសុកចិត្តទៅលក់បាល់ឲ្យអាថោកទៀបសំដីដូចអាចគេណាងើបចេញមួយវៃមួយងើបពីរវៃពីរឯណាឯណាតាមហើយតាមកន្តិចអស់សំណំតាពួកខ្ញុំពួករបងស្រួយនោះគាត់ណាចង់បានស្អីហើយសិតតែវាខ្ញុំដឹងហើយបើខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរក៏ទៅជាតិរឿយដែរចំទៅ ពួកខ្ញុំមកទុកឯងអាថោកទីបងនេះហ្នឹងហើយយើងជាមានបំពាក់ឈ្មោះជាខ្មែរហើយជំនួសយុគចំណាស់គាត់ឲ្យគាត់ធ្លាប់ដឹងបទពិសោធន៍ដែរតើយកកងអាវៀតកងអាយូនឹងមកធ្វើអីខ្លះទៅលើកម្ពុជានោះហើយប្រើពាក្យថាគាត់សោកស្ដាយនិយាយជាមួយអាវៀតកងយូហ្វ្រេសញូនោះថាចាញ់បោករាំងស៊ីគឺសំណំតែរាំងស៊ីនឹងកាត់កោះត្រល់ឲ្យយួនឬក៏បំពិតមកការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវអីយើងនិយាយទៅ ខ្ញុំខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយថ្នាក់បកសង្គ្រោះជាតិជាមួយទេខ្ញុំយកត្រង់ថ្ងៃនេះណាខ្ញុំថាសង្គ្រោះជាតិវាធូរស្រាលជាមួយពួកអាថោកទាបអស់នឹងពេលហើយខ្ញុំនិយាយចំខ្ញុំធ្លាប់ថាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខ្ពស់ពស់យើងដែរខ្ញុំធ្លាប់និយាយចឹងណាខ្ញុំថាលោកឯងត្រូវតឹងរឹងជាមួយវាណាពួកអស់នេះវាអត់មិនតឹងរៀលឃើញសក់ងាយទេវាធ្វើអីតាមតែសម្លាប់ខ្មែរហ្នឹងហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយថ្នាក់លើតើ
mình thử ca chữ lũ mọt chữ mùi của thọc thì bọn nó thích bà nhà nhầm thà lô ai xa nà nè rèng rộp nạ đất nòm dưới nó quát chè ăn ở cổ hò kê tâu nức khơi nhạc mai đôi khi nia chân tâu chô tâu có việc rộp lia tâu nắc nhóm mơ khơi của thọc tiếp đi tăng tỷ hà sắp chân năm lạc nhầm dìm rong nhầm rong hai mà rong tiệt cứ tha phụ dùn được thơ chạy anh từ pra là bắt pra khúc rút tiếp tha mò chùi khám ai nè bọn xử với con đăng này phải nhầm nơ sọc nhầm con đăng này vì chỗ mà nó à viết con mà chỗ mà quay chỉ nói xa trên là ra ta vừa tật đi tôi bỏ xe bom ôn chỉ đôi môi không sọc xa chấm ca nó lâm lao cái bỏ hồ xa cái bay mà tê môi cái đặt lùi đã ấy chết à thao tiếp qua này cần nứt với thao tiếp là bắt viên nó người ta smoke throw cho tầm anten đó là dương khơi nhé là bắt viên đôi à mấy à hên xua nó à mặt nét nó viên là dây môn nó toàn lao kia đó ai thơ si viết tao chạy mò bị cờ rê mà đó nó chăm dương thích dương nâng ai vẫn bận sạc vía take care vía à thao tiếp bọn nó mang thạc nhóm dễ tới phụ nà tham ai dương ai tập phê nà châu lúc luôn à cả nạp bạc dì chôn nói cứ thạc nhưng mà đây cứ chạy mẹ đấy
ព្រោះអសកងារនឹងវាមិនមែនជាខ្មែរទេបើវាជាខ្មែរដូចបងប្រុសលោកឡើងចឹងក្រណាគេនិយាយខ្មែរចាប់ខ្មែរនិយាយតិចជាងយើងយួននឹងចាប់ខ្មែរដល់គុកដែរហើយវាថាវានឹងជាជាខ្មែរហើយដូចវាខ្ញុំគេសុខមាននិយាយពីប្រវត្តិវាអាម៉ណែតនឹងថាវាចង់បានប្រពន្ធខ្មែរណាសូត្រប្របៃនេះណាហើយនិយាយដូចអាចគេចឹងអា បើឯងចង់បានប្រពន្ធគាត់សងសំណំនឹងសាយនឹងស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្មែរឯងបានណាក្រណាឲ្យឯងហ្នឹងក្បាលឯងហ្នឹងមិនដែលបើកសិតឲ្យខ្មែរបោកស្រុតត្រឹមត្រូវផងនោះឯងស្រឡាញ់ខ្មែរពីបានពេលណាមកឯងជប់មកវាទៅមែនតាខ្ញុំឃើញពួរហ្នឹងបើមិនមែនតាស្អប់ជាសួរពូជមកអាពូនេះខ្ញុំមើលឃើញតែម្យ៉ាងឯងដាច់ខាត់ធ្វើដូចវាធ្វើមកលើយើងគឺតាមបំផ្លាញយើងយើងដូចគ្នាដែរតាមបំផ្លាញវាអុសក្បាលវាចេញវាស្រុកខ្
ចាំបាទណាយូនឆ្លៀនពៀនទូនឆ្លៀនពៀនឥឡូវហ្នឹងអាយូនឆ្លៀនពៀនហ្នឹងមកត្រឡប់មកវិញបានដោយសារណាស់ណារោគបញ្ហាហ្នឹងក៏ឃើញទៅចាប់ដើមមកសមាទៅចាប់ហើយអាខ្មែរយើងមិនប្រុងទេបាទបាទសូមអរគុណបាទចំពោះប្រសាទរបស់លោកគ្រូសិក្ខាបាទជំរុញលើកទៅសពក៏ដូចជាឲ្យនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗតាំងពីសង្គ្រាមជំរុញឆ្លៀនពៀនលើទឹកដីកម្ពុជា អញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទៅដល់លោកគុណសែនណាបាទតើលោកគុណសែនហ្នឹងមានផែនការអាក្រក់អាក្រក់អ្វីខ្លះទៀតដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរជាបន្តបន្តទៀតបាទបាទសូមអរគុណបាទចំពោះលោកគុណសែនដោយតែលោកសិថាឋានកាត់បានលើកឡើងហើយគឺមានផែនការអាក្រក់រាប់ប្រដោះគឺតែគិតមានយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងក្នុងគោលបំណង ដោយថាបំផ្លាយខ្មែរថេយួនដែលបានបំផ្លាយផងហ្នឹងហើយយើងមើលសកម្មភាពដែលកើតបំផ្លាយខ្មែរគឺបំផ្លាយតាមវិធីអីខ្លះនៅក្នុងការអយដែលសម្បត្តិដីទូអកញាសម្បត្តិដីទូយួនទូចិនហើយមិនមែនសម្បត្តិដីតែដីដែលទំនេរទេវាប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាជនបងប្អូនយើងតែងរស់នៅអាស្រ័យផលច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយកើត ជាអ្នកកសិកម្មដូច្នេះគិតត្រូវការដីដើម្បីបង្កបង្កើតផលផ្នែកកសិកម្មចុះបើសិនជាយកដីគាត់អស់ហើយទៅគាត់បានអីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហើយនៅពេលណាដែលមានប៉ះពាល់ដល់ដីធ្លីគឺលោកហ៊ុនសែនមិនដែលមានដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាជនទេបែរជាយកអាជ្ញាធរដែលកងប្រដាប់អាវុធនោះតូការពារដីអង្គញាតូការពារដីអ្នកមានអំណាចដែលទៅរឹបអូសយកដីប្រជាជនមកទៅវិញ อันนี้คือจะยุทธศาสตร์มวยบ่มพลางแหมดําใบឲ្យแหมกรอให้กันแต่กรอตัวเตียดโดยที่สมใดลูกกรรมสขาได้กัดบ้านเลิกแล้วก็ถ้าเพื่อឲ្យแหมคลาวเคลียนให้คลายอ่าเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์มวยนี้คือถ้ายังเคยเจ็บบ่ตอบประเติบตั้งเป็นโลกคนแสนแล้วก็กันอํานาจหมอคือประชาชนจึงตึกภเนกรบจรุงจรวยក្នុងการบัดบองใดทลี ក្នុងការឈូសបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងហើយជាពិសេសចំពោះការអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងណាគឺបងប្អូនប្រជាជនយើងទឹកដីនៅកន្លែងនោះយើងមិនជំទាស់ទេចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសណាក៏អភិវឌ្ឍដែរហើយក៏អភិវឌ្ឍវាមានការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសពីបរទេសនោះគឺសំណងដល់ប្រជាជនបងប្អូនដែលត្រូវទទួលការប៉ះពាល់នៅពេលដែលអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងហ្នឹង ដូចជាយើងឃើញថាអភិវឌ្ឍនោះបឹងតមុកហើយបឹងតមុកនោះក៏ជាបឹងមួយដែលមានទំហំធំហើយជាបឹងមួយដែលសល់ពីការលុបកន្លងមកហើយដោយមានអ្នកចម្រៀងស្រីម្នាក់នឹងក៏បានស្នើសុំ100សែនថាឲ្យទុកតែបឹងតមុកនោះសូមឲ្យលុបហើយហ៊ុនសែនក៏បានធានាចំពោះតែបុកអង្គប្រជុំនោះថាកិត្តនឹងការពារបឹងតមុកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅ បាទបាទគឺតាបោកសំណួតបាទគឺបោកសំរីអេគិតថាតាមឿនប៉ុន្តែគម្រោងការកាត់ដីអយដែលពួកប៉ាពួករបស់គិតកូនចៅរបស់គិតគឺបន្តបន្តរហូតដល់បងប្អូនដែលរស់នៅទីនោះច្រើនទស្សវត្សមកហើយក៏បានបង្កបង្កើតហើយនឹងអាស្រ័យផលនៅទីនោះបានយូរមកហើយបែរទៅជាគិតនឹងអត់មានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងដីធ្លីនោះ បាទអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយបំផ្លាញខ្មែរបន្តទៅទៀតហើយដល់ពេលពួកយួនមកវិញគឺ
cứ mà nấu bình đầy tần lê tức đầy tần lê sáp còn té mà đây khơi nhà rất thà phì bà thà bộ dù nó mà nấu là thế bà tái tư oi khôi quân nộp hiệp tức nộp khăn ông ở đây nhà tần lê tiếng lúc cứ thà dương ọt đèl khơi lưu tế thấy đoàn phiên trâu cá oi phụ dùn để nộp khăn ông tức nó lần cố cứ rất thà phì bà lạ ở đây tần lê hay phư ở đây lên đèn miền hệ ta ra chân là sống quân cực tên phần tích ấy sắp rắp đó là chấm rô đó là dùn ổn tố bởi vì khó chế bạp lần tiền anh ấy đối chân hơi trong cái này hơi cứ chỉ giúp sắc thay dùn thay dùn thấy mình trên tập bản năng tế cứ tên tế bắt đầu nâu ở đây nhờ bàn sản nâu chỉ ạ chân trái ở nâu sọc bắp nâu phiên để dùn nó bàn mồ chôn lúc nông bà tí chứng đôi mình sọc bắp bà tế bà sân chỉ bà chia chôn khám hai dương tò ba thà rật thà phí bàn nín bàn ăn nhán ở chôn ổn tò bà vì dùn khó chế bắp nâu mồ nông chân đôi có bàn tế ký chặt tụ dương thà rư ẩn đối với này phía rư ơn phụ xa ní cứ chìa khliêm mùi xâm rập bóng bắt mượt và chìa chôn khmer dưỡng cầm ôi để dưới tàn dưới đào ca rư ơn cứ thả kỳ tên cho một phương tục bộ mình đào dưỡng còn tế dưỡng trâu đừng thả dưỡng ọt rư ơn tế bờ xanh chì nè anh nộp tiền nè anh hay chồng nộp tiền chồng còn tế nè anh như một chôn mà nô lượt tiền chồng mà nô lượt đầy chồng mà nói chồng dây mạnh bản bộ sân chỉ này anh nộp đây này anh nộp tiền này anh hay chôm dây bương nghe rư ơn bọn này anh à nâng bán chọn thật chôm nó rư ơn ở bụi xa phần này dưỡng ngon mên rư ơn bụi xa ná dừng dây cà phía tức đấy rồi bọc luôn rồi bỏ dưỡng có mọi chuyện đó tây ní chết ta chôn mà nâu cân la trí kì chôn mà nâu cân ta chán thôi dưỡng oi xích kì lư ở đây bật chê chôn khôn anh cứ tha à nà cột tấu kì nâng đờ chân lư bà ở bên trên chôn dừng hơi việc sắp tụ tam ở đây cool du bài rồi bỏ ở đây nhờ để đôi lưu sô background này khẳng bầm nè nè lưu đấy ồ lâu bật lửa mấy lưu background khẳng mà từng đà nè sắp bọt bàn đối với này dương là lòng mô hỡi dương ngọt nghĩa có tên trên bàn sân kết mưu bì dụt xa đây là lục hồn xe nếp bàn là bóng phạm cho mẹ nâng cư đôi khi hôm nay bàn lực lòng mô hỡi hơi dụt xa xin to tổ tiết đều kết bàn bóng phạm cho mẹ nâng cư đôi chỉ cả thư tục bộ bình đình hôn đó là đây nhờ bóng phạm cho mẹ nếp để xin này hà chiến nếp để là xin này hà bà chiến thiệp tái cư mần anh đồng sổ bàn cứ rút chanh đọc cao bà tí bơ nè nâu nô khăn ông sổ có trâu chếp cụ chếp 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 hay bơ mình chếp khai cụ khai chếp vã cứ trâu ta thư cô thư thlòng thì thư ấy cả sạch chân đăng ký đó chứ nế cứ bóng phlang à nà quất rô bọc bà chế chôn khmer đèl nịa sân này hà chết phóng hay nâng bóng phlang nô thôn thiên thư mà chếp trúc tương ốc đèl khmer dừng miền tăng phỉ rè miền tăng phỉ đồm chư miền tăng phỉ phri chư bằng bùa ôi tình lái nó cứ lúc tích lúc tí cắt lúc tích lúc tí ốc cái thà bờ sân chỉ cần đợi nấm mà buôn ở phi bay à nát tao tổ tiết cứ thật mẹ sau tạc đầy tí ọt miền thuần thiền ấy để xe sau thế xong bay tạc trái nó có sọc thay nít có việc bắt bong ở phía trên vì bộ trái tình lý sạp dưỡng cả phía đầm mánh cứ thà chêm bà tí khmer dừng từng mù bát ruột đó là lâu cứ thà dương có ai cái phiền tâm nó khăn đặc trơn khăn ông ca sĩ trái nó khăn đặc trơn còn tê trái vì trâu ca rô hà nô khăn ông tức hay tức đến miền cung nộp hiệp lò từ phía lộ bàn còn tê bởi xanh chỉ tức xong ngay để tức qua cung nộp hiệp đổi vừa ở đây tức nó vì ca xâm nô rô bò nế đến nô bởi đây tức nó cứ thả cực một phiền để chạm trôn được khăn ông tức nó bàn phư ôi cung nộp hiệp tức nó vì có hơi trái nó có vì bắt bằng tổ tạm nâng đề bàn hay chúng lựa của tia họ mùi chia sẻ đến cả trong tàu sọc mé trong chị bôn nô khẹt của vùng chân nắng tàu tàu ta mà đánh phùm nô khăn tức nấy tàu đó lúc nhóm có trong xa mưa thở tắc kia đô khăn tức nấy bằng quân kia là biếm nạc lá có nhóm xông thở có nhóm xông nè tàu bà xông bà bằng quân tích tàu kia ôi chôn tàu bằng quân cứ chọc của bóng chú tư liên nô khăn tức tức hả nè bán cơm tháo bởi rằng ní tơ ở đây nhà quân nộp hiệp tức bỏ dưng nếp tôi chỉ rằng là đó chứ nế
ban nẹt khác để ban lực lên thả bất tiện khmer bò dương ní phở tức ai dốn anh cứ vì rừng pít để dương mưa tàu hỏi cứ phở tức ai nôm dốn hay mình men và ai nôm tiếp ở đây nhà cái hà human waste nè cái thả cả sầm non rồi bò mình cứ bật phết cứ thả bài chia tức tổ tổ khnông nô bất tiện rồi thả phi bò dương mình đeo ban lực lên bị bành hà ní đầm bay chú ý sụp rùl hay nâng ở đây sụm át ở đây tức nô khăn ông tên lê xa bởi tên lê mì công dương ôi miên cụ nộp hiệp lo lợi vĩnh đôi chì mình đã lưu tế hơi dương mưu tấu rụp hiệp đẹp kì bằng khó nô tam ở đây YouTube nó cứ khơi ta sư nâng ở đây khmien ở đây chân lọc đành cơ nốt ruột phóng sất tập tì ở đây bởi chế chuẩn rồi bỏ nè chuẩn ôn tô bởi vì Việt Nam nâng สรมโมตรองอะไรเปียธาบ่มพลายแม่แท้อยู่นี่โดยខ្ញុំបានលើកឡើងមកហើយគឺថាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាជនយើងគ្រប់តាំងពីសកម្មជននយោបាយតាំងពីសកម្មជនផ្នែកខាងដីធ្លីហ្នឹងអីគឺថាគ្រប់ប្រភេទធ្វើឲ្យប្រទេសដែលប្រជាជនខ្មែរយើងនេះបានរត់សម្រុកទៅ រោអដែងប្រកបរបរទទួលទៀននៅប្រទេសក្រៅដើម្បីយកលុយនោះមកដែងបង់ធនធានគីដែលបានខ្ចីធនធានគីនេះដើម្បីគោលបំណងចង់មកធ្វើអដែងអាជីវកររោគស៊ីលក់ដូរអីប៉ុន្តែអគ្មានទីផ្សារទៅវិញដល់អគ្មានទីផ្សារវាអត់លុយសម្រាប់អដែងលក់ផលិតផលនោះ ទោះសងគេក៏ជំពាក់អដែងធនធានគីទៅនឹងគ្នារត់ហើយដល់ពេលយើងរត់កាន់តែអស់ចានពីស្រុកជន់អន្តរប្រវេសន៍គេចូលកាន់តែច្រើនអរិទ្ធិរ៉ែត្រូវការត្រង់ផ្លែទៅទីដាក់កលែងចំណងតិចទៅទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យខ្មែររត់ចោលប្រទេសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យជាពីចំណុចបាទចំណុចទី1គាត់បំពេញអ្នកនយោបាយណាដែលប្រឆាំង នឹងពួកកុម្មុយនីស្តដាច់តាអញ្ចឹងគេឃើញថាក្រុមរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាយ៉ងយួននេះគឺឃើញថាកាលណាលោកហ៊ុនសែនកំចាត់ខ្មែរណាពីខ្មែរនោះហើយជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រកបដែលចំណុចមួយទៀតនោះលោកហ៊ុនសែនកាត់ប្រើរូបភាពបន្តិចខ្មែរក្រមរូបភាពអភិវឌ្ឍបាទអភិវឌ្ឍកាលណាខ្មែរបាត់ដីអស់កាលណានោះហើយអញ្ចឹងខ្មែរតអស់យកគៀងមកដោយបាទ ឡេងលេងអាស្មាតសេវាមកឡើយបងប្រហែលដាច់ដាច់សេវាប្រកាលពីលើកមុនមិញគាត់ផ្លឹបដាច់ម្ដងដែរអាមិញក៏អ៊ីនធឺណិតវាចុះបន្តិចបន្តិចក៏វាដាច់នៅឡាកាណាដាឯងអត់ទេនៅថៃអូទៅ បាទចំណុចមួយទៀតនោះគឺគាត់ធ្វើឲ្យខ្មែរយើងអត់មានការងារធ្វើបាទតែអត់មានការងារធ្វើពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលទៅតែមានជាប់ក៏ដូចជាកម្លាំងស្នូលទីទៅជួយជំរុញវិស័យហិរញ្ញវត្ថុខ្មែរយើងហ្នឹងត្រូវបានអ៊ីនធឺណិតស្លូ Only main cái nào đây là nào thay đây only main nhở? Nè, only main nào thay đây? Main. Cái bàn máu ai tao mày? Rồi giờ only hua này có nào thay đây? នៅឯខ្ញុំនិយាយលះបងអីខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅបងប្អូនដែលបានចូលថ្ងៃនេះហើយនឹងមកបងធ្វើតែខ្ញុំចង់ឃើញនឹងគឺថាចាប់អាពួកតឡាការកំពូលពួកអាស្អីអាឋានៈដឹកនាំរបស់នឹងឲ្យ
ចូលនៅក្នុងវិហារឈ្នះឈ្នះឬក៏ស្ទូបយួននឹងណាលត់ហើយនិយាយឲ្យអត់អក្រក់ស្ដាប់ទៅចាប់ហើយលត់វាធ្វើបាបខ្មែរច្រើនចំណងហ្នឹងនិយាយលក្ខបងឯងចាប់យើងចងយើងហើយដូចបងលោកសុខៈកឹមសុខាក៏ដូចគ្នាឡាវចុះហៅឡើងតាមតែតំណឹងចិត្តវាអតឡាការកំពូលបើយើងជំនាន់ប្រាធិនរដ្ឋបើជំនាន់ខ្មែរពុយពុយពតក៏ចឹងដែរ អត្តឡាការកំពុងរបស់ឯងបែបដាច់ដុតទាំងរស់តាមញើមើលណាស់វាមកធ្វើបាបខ្មែរវាអត់មានរឿងអីណាអត់មានយើងដូចថាវាកដៅវាពេកណាហើយយើងជាខ្មែរចេះទទួលយកទៅវាបដោយឲ្យពួកអស់នេះវាណាចាប់ឯងចងឯងហៅឯងឡើងណាធ្វើទុកបំផ្លាញគេឲ្យហៅឡើងអន្តរការទៀតទី បានថាខ្ញុមចង់ឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ដាំខ្ញុំចង់ឃើញទៅប៉ុណ្ណឹងហើយនិយាយមកខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណេះហើយដែលខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែរចំណងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំគិតចាប់អាពួកតឡាការកម្ពុជានឹងហើយនឹងពួកអាសភីរបស់អាស៊ីពីពីនឹងហើយបំរើឲ្យនរណាអាចខ្ញុំចង់សួរវាឲ្យបំរើឲ្យនរណាដូចកូនប្រុសកថាអញ្ចឹងណាថាយួនធ្វើបាបខ្មែរថាយួនអានឹងវាជាការពិតអី ហើយយើងជាខ្មែរយើងទៅចូលមើលឡនណាទៀតខ្ញុំនិយាយលក្ខបងអីទៅយើងប្រើតាពាក្យដែរដែរបើខ្ញុំខ្ញុំដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនគេក៏មកថាខ្ញុំពីយុសអត់ថាមជ្ឈបាយណាយើងក៏មកថាវាធ្វើស៊ីខ្ញុំមិនចាត់អត់សោះខ្មែរបាទវាខ្ញុំដូចខ្ញុំជម្រាបបងធ្វើអីតាំងពីខ្ញុំចេញមកចិត្តសប៊ូនមកខ្ញុំថាថ្ងៃណាមួយយួនយកឲ្យមែនយួនយកមែន វារមជ្ឈបាយជំរជ្រាបចូលមកអត់តបានហ្នឹងហើយតែពេលណាបានហើយអ្នកទាំងអ្នកទាំងបងឲ្យដឹងបើស្រាប់ហើយហើយអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំក៏ដឹងស្រាប់ហើយកុំសង្ឃឹមមកសោះអាពួកនេះវាមិនប្រឡែងខ្មៅរួចទេបាទនឹងវាចូលហើយអត់ចាញ់ទេពួកហ្នឹងបាទព្រោះវាយើងគិតមើលខ្មោះបងប្អូនខ្មែរក្រោមគាត់សង្ឃឹមទៅលើយើងឥឡូវបាត់វិញចាបាទ ក្រោមមកខ្មែរកណ្ដាលនៅក្រុមយួនអត់ដែរយល់ទេបាទចាប់ប៉ុណ្ណឹងកាត់បន្តទៀតតាទីដែលខាងខ្ញុំទីដាក់ខ្ញុំថាទៀតមួយទៀតរៀបរៀបកាត់ឲ្យខ្មែរចេញទីផ្សេងដែរគឺការថាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឡំពលកកចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាទបាទអាចំណុចមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹង ដែលហៅថាបណ្ឌិតប្រជាប្រដ្ឋក្រមរូបភាពគឺហៅថាក្រមហ៊ុនមកពីនយោបាយមកក្នុងតំបន់អង្គរបានមានប្រជាប្រដ្ឋរាប់មើលទៀតពីតំបន់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរដែលអង្គការយូណេស្កូគឺអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅប្រកបមុខរបររូបភាពអាស្រ័យផលនៅលើទឹកដីរបស់គាត់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនយកលេសថាអភិវឌ្ឍបាទយកដីដែលគាត់បណ្ឌិតប្រជាប្រដ្ឋឲ្យទៅរស់នៅរុនតាឯង ហើយដីនៅរុនតាឯងមានទៀតតោះគឺជាដីដែលជាបដាហានទេបាទនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់មិនដឹងខ្មែរឲ្យចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់វាតោះដីអស់ផ្ទះសំដាយអស់ទីជំរកតើគាត់ទៅរោលុយឯណាបើយើងមើលឃើញពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃនេះគឺស្ទើរថារោគប្រកបមុខរបរទៅទីជំចំជីវិតទាំងតែមិនរស់ទេរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងជំពាក់បំណុលធនាគារបាទទូដូចជាតាមកិច្ចប្រមូលពន្ធលៀមដុល្លារ ហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់ធនាគារទី2.6លានដុល្លារបាទច្រើនណាស់ច្រើនជាងគេលើពិភពលោកអញ្ចឹងបំណុលក៏ច្រើនប្រជាពលរដ្ឋតែនៅក្នុងប្រទេសអត់មានប្រភពចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃទេប្រកបណាស់នឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងរកលុយដោះធនាគារហើយធនាគារនោះមុននឹងផ្ដល់កម្ចីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺអត់បានប្រកាសពីលទ្ធភាពផងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានច្បាស់លាស់ទេ ទៅទៅវិញបែរជាកម្លាំងឃើញថាអចលនៈទ្រព្យមើលថាគ្រប់គ្រាន់លក្ខខណ្ឌអត់ចៃគ្រប់គ្រាន់លក្ខខណ្ឌអត់ចៃដល់ពេលមួយប្រជាពលរដ្ឋអត់មានលទ្ធភាពផងប្រកបណាស់ប្រជាពលរដ្ឋសំណាក់ស្រុកប្រកបពីក្រុមហ៊ុនអង្គការពីធនាគារក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថាននៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងរឹតពងយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្រមកទៀតក្រមគឺក្រមបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងកូនចៅនឹងអត់មានការសិក្ស
ពីសំណាក់ស្រុក
này việc đặt bằng tiền chấm đốt này việc đặt miền này kẹp bằng việc tốt bằng cuộc cuộc trời chia thế từ từ với chỉ đặt bằng phẳng tham ái vốn mấy ở tham ái nên chấm nặng đặt thành cái tràn tài tràn tài nó bao cả công sản quy lầm hô chân kiệt vương tam tài tràn tài tràn tài nơi tất đầy ở đặt thành cái gì vương tam tài tràn tài nó hốt đau làm nặng cả mỗi ai hà lục ở bao cả công sản nên miền cả đặc biệt bắt nọ tâm tài cũng gọi là lạc đài và hết thành cả với ngài được bao ระบบคอมมิวนิสต์การบริหารการเมืองคือถ้าใช้การปรับแก้การบรรจุจนเกิดยวนโจการที่มีความไม่ชอบอะไรอับเงินการตกสกัดให้รับน้องแบบเต็มให้เงินจนเกิดพบมากเหมือนรุ่นเลยเต็มไปนะอับเงินจัดเกี่ยวกับตามแบบก็เตยยวนนะเยอะให้การแต่ยังใช้เตยยวนอับบ้านรวยนะเต้าโมโมไม่ได้สิยังเต้าว่าอับไอ้กระซ่าทำเต้าเนี่ยเอาโจ้เจาะอากาศนอกทางทำไมยังเงินอับเงินอับเงินอับเงินฟ้าทำเต้าเพราะไม่ต้องเอาโจลนึกที่นโยบายจะรานเกินเจ็ดเต็มบางครั้งทำไมแต่มาเจ็ดตาบางเกตโดยทำไมจึงอัดงานแล้วมันอุติหาถามไทยไทยมาเกินเจ็ดบ้าถึงพอดูทำไมดูทำไมเอายูนโจลทำไมไทยจีเอ็กซ์มาไทยจีตัดตายเหมือนนักมันก็เลยที่พวกกัดจังมาไทยดันไปดันไปรถกลางยึดช่วยดันไปรั่วจะรอไงนึกต้องไปแต่ถ้าจะตุกกัดปัญหาห้องในประเทศเราทำไมยังตุกจัดใจพอลกีจองการที่ต้องไปอยู่ลุยนี้ตัวกินกับโจกายตัวอุ่นนาจูนเมจองต้องไปบางโจตาทองแดนมากรรมประเทศไทยรถกลางนี้ตัวปัญหาห้องของคนเราแต่พอดูจะรอมแต่ตัวขมายมันยืนรอไงนี่มาเรียนเออมันสงัดหนึ่งตัวจังที่กรอบหนึ่งเต็มอะไรกันนั้นบางยังกึศที่จุดโนโจจิตหนึ่งบาดตัวจำนวนโจทย์เป็นน้องเหมือนเนี้ยโจทย์ที่ยังเขาบางคนบาดบางอาชีพบาดตัวเห็นนะยิ่งเพ่งให้ยิ่งจะต่อมีการเอาไปเต็มมวยปูในไปเต็มจะได้ลุกปูดังไงเขาบางสิบาต่อบาดตัวคือมาไข่หนามาไข่หนามาไข่หนามบาดที่ฉันน่ะในไปเต็มนี่มาไข่อย่างเขานะก็มาป้อนไปโดยก็มาป้อนตามโดยขนมมาไข่พระเจ้าปฏิบัติรับยุ่นเลยในขณะเราออกบัตรเนี่ยรับเรียนเนี่ยโดยคนจะรักมันติดเลียนเลยนะนะแต่ปีเลียนใบเลียนยังคนเก็บประมาณให้ควบเลียนเวลาให้แฮปไอ้บานเทยอยู่บ้านบัมพานทำไมต่อแบบมีต่อแต่เทียบที่อับจำรานบักทำไมตัวจะเว้นเก็บบัมพานทำไมทายยุ่นนะบัมไปเอายุ่นนั่งเมียนการู้เราเลยจะไปทำไมมันจำแต่ปนังเต้เมียนแต่ดาวที่หาชาอัตสัญญาณที่อับจำไกลเลยดาวจำเจ็ดยุ่นรู้เราเลยจะไปทำไมมวยจีบแต่ขณะยังมีแบบดับน้ำแบบดับน้ำจากอัตสัญญาณบางอย่างดับน้ำติดดับดับแต่เฟอร์ลางเวงยิบแบบสันติอ่อนลอยจะเอาถัดบัตรตุลาบางอย่างบัตรตุลาโอเคที่จะอัดตัวเอาอยู่แบบนี่มันไกลขมายจังมีในท่าต่ำน้อยขมายครบรูปเรียบอ๋อมันภาพในสิวารัตบาลแบบจิตรัตขมายยิงเตาผมเป็นไอ้กุศลขัดน้ำเติมๆนั่นคืออัตราเอาคือจำกัดคือจำกัดมีปีจังกรายเราคุยกันปีเนี่ยตอนมีมาไว้เด็กไปอันทามอาคุณเกิดมีอันเนี่ยแรงบ้างยังจังบันทามถ้าตัวนี่เขาเตรียมมันแจนให้มองนอนเนี่ยแต่ลูกครูนั่งกลัวอีกมากกลัวอีท่าเท่าเท่าเยอะแต่มันแจนอายุนี่เวียมันแอดมันช้อนเด็กก็ตรอกับวิโยขมายกรอมกับวิโยแล้วขมายกระดาษกับวิตีหมดทีจังให้บันทาขยมสมกับประดมบอบองโฟนนะเมียนชิมจอขมายตรโยเคยหาตาผู้อาสกนะปะเชียเชียงตาอาเจ้ายุนฮารอยนี่แบบเท่ากับปนาให้เขียมสมจมเรียบมาสันจียืนตรโยตัดในเวียนตาบุญแม่กระเรนะเวลาตอบมาไวยืนป้าป้าเราปเตะให้ยมการจมเรียบตาอันนี้วิโยตั้งขมายกรามตั้งกอดตรอลให้มาตั้งดามโยขมายกันดาวที่วิจิกาปุตนะมากันดาหนึ่งแคล้งกันดับได้เจ้ายูนฮารอยได้ขมิ้นและคณะไอ้คลาดเด็กยมเห็นอ่างและคณะมวยได้บอมโอนเคยตอนหลังพนัยจะรอทั้งไงรอชนะรอไปรอเกลียคือบอมโอนขมายกรันแต่กอดนี่ติดเตียนยูนเต้าเวียทัวตกบกในมารอมาสอบไงจังคณะปะเจียจุนมันไอ้รอบท่าจิตขมายเตะสอบไงนึงปุ่นนึงเวจียูนกรณ์แต่เวียดดาวตัวจำนวนยืดนั่นไงหลักเข็มปรับเข็มตายแต่จำเรียบบองโอนขมาย
sập ngay nâng bộ à pri yun hà rồi nâng việc cầm phong tài nè đa tu nịt ti chấm nô dương hai chẳng hai dương rốt tàu đào trong cái liệt na thay cái rê na về một khoa tê anh nói khi nhom miền ca chỉ chấp na miền ca chỉ chấp na phần tài khi nhom chẳng ở bom ôn nè rùm đại khi nia một số bài na cái đó khi nhom một khoa để ở tại đại sa thực đầy ni ban đập bay ở chiều dương trở na cốt chiết sạc mai dương miền thực đầy luôn đừng thực đầy chọn bởi mình chẳng tê cứ thà về ở chỗ tê khi nhom tài để lực lao khi nhom số mọi nét nhiều bài nè miền ca vô khơi thôi nè vô bài chẳng mấy cái đó trong tay tao lưu số nè nè vô bài cái thả tay tao bật bàn nè mà vô bài cái slap tao chơi chạy bật bàn khi mơ khơi chạy khi ông ta nè nè vô bài ca bật bàn chỉ trong tao ai nè vô bài chơi tao tao miền ca lạc đồ chạy bật bàn tam cả lại thì sao tao khi ông xong bắt năm chia lực thì pi hai trong tọt như vậy bắt hai bắt tiết cứ thả ca nè nè vô bài chạy bật bàn trong tao này hay chỉ và miền là bách nó trầm trầm na, tài cả bát bài như là bách chẳng nói kỳ thua tới tài sạt trời tê, nè thua tới chết sạt trời rồi bỏ dương tê, tài dương cái nắp bạn nhiều bài nhưng mà ai bọc bài bọc nẹt control dương tê không cần là sôm bầm, là cả lúc lao thà nẹt nhiều bài tới tới chết bát bài nè nó trầm trời thì mình sẽ là trầm trời, tài đặt khác tới tới miền phía small town chụp bù nẹt là control được cả lạ thì sạn na cả đời thả chuyên cứ chuyên thả slam cứ slam biết là bắt bài nó kia sầm đau từ lư sập từ tê sôm ở lục ở vô bành hà nó ở chỗ mắt dương thua thì vô ba dương từ từ che bắt bài chụp môi sập từ nữa là bách tôi là bách ta đặt khác chụp buồn nét control dương cứ thả slam cứ slam chuyên cứ chuyên anh nói ha nằm bay miên chụp ho ở trơn nằm bay tức đây đi nè rẽ xa ở côn trao mà chân non cõi bạn បាទសូមអរលោកគ្រូតាវៀនបន្តដើម្បីបាទសូមអរគុណបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ផ្ញើទៅដល់បងប្អូនកម្ពុជាយើងទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ជាទីប្រតីហើយដែលស្រឡាញ់យុតិធធម៌ក្នុងសង្គមយើងមើលថាគូលការរបស់ហ៊ុនសែននេះគឺកើតបានត្រោះត្រាយផ្លូវសម្រាប់អនាគតរបស់កូនកើតគឺដាច់ខាតកុំអោយមាន ผู้ประเจนเดลฟื้อออยปักเปิ้นดอลอำนาจរបស់កូនកើតការត្រោះត្រាយផ្លោរបស់កើតយើងមើលឃើញហើយឥឡូវកើតចាញ់សាថាងើបមួយវៃមួយងើបពីរថ្ងៃពីរហើយនឹងកំចាត់អ្នកដែលគេហៅថាជ្រុលនិយមឲ្យអស់ពីមុខពីបាត់កើតអានេះគឺជាគោលការណ៍របស់កើតកំចាត់អ្នកដែលប្រឆាំងឲ្យអស់ដើម្បីត្រោះត្រាយផ្លោរឲ្យកូនកើតនៅអាណត្តិក្រោយនេះគឺឲ្យបានជ័យជំនះដោយរលូនហើយបន្តពីកូនកើត បានរលូនពីបៃអាណត្តិទៅគឺនឹងបន្តទៅចៅកើតដូច្នេះគោលការរបស់កើតគឺត្រូវត្រង់ផ្លូវនោះឯងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងមិនគួរអោយប្រទេសកាទុកប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យនោះក្នុងកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនតំណាងដោយកើតមានគោលការណ៍ត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យកូនកើតអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែមានការតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នា ដូច្នេះយើងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនទេបាទខ្ញុំក៏គ្មានអីច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមផ្ដាំប៉ុណ្្នឹងពីព្រោះយើងមើលទៅហើយគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គឺដើរទៅផ្លោនោះកំពុងតែត្រោះត្រាយផ្ទោទុកសម្រាប់ដល់ចៅរបស់គាត់តទៅទៀតហើយមិនហេតុជាតារបស់គាត់នេះគឺយើងមើលទៅហើយគឺថាមិនទួយទេគឺមិនហេតុជាតារបស់គាត់នេះគឺថាចង់ក្រុងរាជបន្តទៅទៀតតាមខ្ញុំមើលព្រោះ
bạt đôi chân ấy dừng xuôi tao tao bốc liệt liệt khả năng bỏ sợi còn nội chân ấy nút cứ cất ra bên nào cứ cất sầm lấp đem hạc sản làm bây là rồng riết đôi chân ấy bờ lục hôn sen cất bàn chô ở đây tua ở một cất thà rục bỏ cất ní thà chỉ sợi còn chập cầm nến cứ miên này thà cất nước miên mà hay chết ta đôi chân ấy sợi còn để ở lâu ní cất sợi xì tàu bàn chấm nút ở đây nhà ព្រះមហាក្សត្រម្ដងម្កាលនៅពេលដែលអវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងស្រុកខ្មែរហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអស់ពីអដែញរាជបល្ល័ងនៃទៅពីព្រះមហាក្សត្រនៃទៅខ្ញុំថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថាឲ្យជ្រើសរើសអដែញព្រះមហាក្សត្រយកពីត្រកូលទាំង 3
miền rô đông ông đuông hay nâng sĩ sở vật và đặc khiêm khiêm thả ta ốc vì xung đoàn như tố cư hôn xe bờ xanh như hôn xe nô ruốc cư bà gót chi ọt miền rư sở đạch bà tỏ tiết tế bà gót chi cất nâng lơng chùm nụ hỏi tam dương mưa mà mấy chị ta bỏ cất đều cầm phung tế rứt tư bất nệ sân hạ chết đôi sập hai thành bạc đã xông bỏ quân bạc bạc nhông xông rùm lức tư hôn xe tích bạc luôn anh chạy kinh chạy dùn xó cho tư chị sở đạch còn này bộ tam dương đơn đồng hồ kinh chạy con mà mình chạy kinh chạy dùn á dùn mình chạy con đòi đi nè nè con anh cho lọc chọn mưa luôn anh tích thà anh chạy bầm rơ dùn rồi có chạy con dưới ở trong nằm trong bà đâm thích nè bà đâm tàu hôn xa này cho lọc chọn về là lập chìm hói tôi cho một cái chọn hay xua luôn anh mơ gì anh chạy con rồi anh có kinh chạy dùn xu tập bản năng các bạn ơi, ok, ở cột bạn.